nhìn cách ăn cơm, biết rõ bản chất con người. Kính thưa quý vị, nhìn cách ăn cơm, biết rõ bản chất con người. Cách ăn cơm trong bữa ăn tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng lại hàm chứa không ít đạo lý. Muốn biết một người có hàm dưỡng, có nhân cách tốt hay không, bạn chỉ cần mời họ ăn một bữa cơm và quan sát cách cầm đũa ăn cơm. Người có phong cách tốt là người biết ứng xử chừng mực, hiểu rõ các lễ nghi trên bàn ăn, kính trên nhường dưới, và có một thái độ điềm tĩnh, tôn trọng thức ăn, cũng như là tôn trọng những người đối diện và cả người phục vụ. Xin mời quý vị cùng lắng nghe những lý giải sau đây để hiểu được tại sao chỉ cần nhìn cách ăn cơm, biết ngay bản chất con người hay là nhân phẩm, tính cách một người ra sao. Hồi nhỏ, tôi vẫn thường nghe ông bà cha mẹ dạy: đứng có tướng đứng, ngồi có tướng ngồi, ăn có tướng ăn. Thực sự có nhiều lúc nghe không xuôi tai, tuy nhiên sau này lớn lên lại thấy rằng đây là điều vô cùng có đạo lý. Trong tướng học có nói: tướng do tâm sinh, nhìn tướng là biết người. Tướng có thể quyết định sự may rủi cuộc đời của một con người. Có thể nói ngay từ tướng ăn cũng có thể nhìn ra được phẩm chất của một người có giáo dưỡng hay không. Một, trên bàn ăn là nơi nhận biết phẩm hạnh một người tốt nhất. Trước đây có một vị CEO nổi tiếng, khi cần tuyển dụng nhân tài, ông đều mời ứng viên của mình đi ăn cơm. Và trên bàn ăn thường có rất nhiều món ăn, đến 20-30 món. Từ cách quan sát người ứng viên dùng đồ ăn, từ động tác, thái độ, đều có thể nhìn ra phẩm hạnh của họ. Phương pháp phỏng vấn này rất toàn diện. Có người xoay bàn ăn cả một vòng, chỉ để chọn món ăn mà mình thích. Có người khi thấy toàn món ngon nên là cô lấy vào bát, kết quả ăn không hết, thừa rất nhiều. Người như vậy sau khi mà đi làm có thể tham lam, ôm đồm nhận rất nhiều việc về phần mình, vượt quá khả năng gánh vác của bản thân, kết quả làm cho công việc bỏ dở. Cũng có người lần đầu chỉ lấy rất ít để ăn thử, cảm thấy hợp khẩu vị, lần sau mới lấy thêm. Người như vậy khi đi làm cũng sẽ biết tự lượng sức mình mà làm. Lại có người mỗi lần lấy rất ít, ăn hết lại lấy thêm, từng thìa một. Cách ăn này lãng phí rất nhiều thời gian, khi đi làm hiệu quả công việc cũng rất thấp. Có người thì được mời ăn miễn phí, bởi thế nên ăn như hổ lúng. Trên bàn toàn là thức ăn ngon, sơn hào hải vị, vậy nên chả biết có cơ hội lần sau hay không, nên cứ tận lực mà ăn, chẳng mang tới hoàn cảnh xung quanh. Loại người này chỉ thấy cái lợi trước mắt mà bỏ đi cái lợi lâu dài, kết quả thường để mất cơ hội tốt. Vị CEO này cũng nói, thường thì những bữa ăn kiểu này đều không thông báo để cho ứng viên biết trước, mà nếu có biết trước cũng không ảnh hưởng gì. Nguyên nhân là bởi đây đều là những việc nhỏ hàng ngày, không cách nào che giấu. Kỳ thực, thói ăn uống của một người là ẩn sâu cốt cách của người đó. Nhất cử nhất động của mình đều thể hiện ra trước mặt người khác, nhất định sẽ ảnh hưởng tới đánh giá của mọi người đối với bản thân. 2. Tướng ăn phản ánh sự giáo dưỡng. Trước đây, tôi từng đọc qua một câu chuyện thế này. Có một người mời hẹn bạn đi ăn tối, tình cờ lại gặp bố mình tại nhà hàng, nên là ba người cùng ăn cơm chung. Cả bữa ăn, ông bố đều yên lặng ngồi ăn cơm, thi thoảng mới nói một vài câu xã giao, còn lại để cho hai người trẻ thoải mái chuyện trò. Sau khi mà cơm xong ra về, ông bố mới bảo cậu con trai: người bạn này của con không thể kết giao thân tình được. Cậu con trai nghe vậy lấy làm lạ quá, nói rằng: người bạn này là do làm ăn nên con mới quen biết, cũng từng hợp tác mấy lần, đều có ấn tượng rất tốt. Ông bố đáp: tuy bố không hiểu về nghề này, nhưng thông qua tướng ăn cũng có thể biết được phần nào con người của họ ra sao. Bố để ý cách họ dùng đũa gắp thức ăn, mỗi lần đều đảo lộn thức ăn từ dưới đĩa lên đôi ba lần mới gắp, đặc biệt là với những món cậu ta thích, thường cứ đảo tới đảo lui vài lần, cứ như thể đem thức ăn xào lại lần nữa trên đĩa vậy. Cậu con trai nghe xong nhưng không phục, cho rằng hoàn cảnh khác nhau, thói quen khác nhau nên điều đó
cũng chẳng thể đánh giá một con người tốt xấu được. Vậy nên, đừng lấy tiêu chuẩn của bản thân mà đo lường người khác. Ông bố lắc đầu nói, nếu như một người trong cảnh khốn cùng gặp một đĩa thức ăn thơm ngon trước mắt thì không chú ý tới tướng ăn còn có thể lý giải. Đằng này bạn con là người làm kinh doanh, cuộc sống vật chất về cơ bản không có gì phải bàn. Vậy mà có tướng ăn như thế, đây là thể hiện một người có tư cách vị tư, chỉ biết tới lợi ích của bản thân. Trên bàn ăn, bạn con chỉ chú trọng tới mình mà không để ý tới cảm thụ của người khác. Ăn uống thì dùng đũa đào bới thức ăn. Nếu như trong lòng ăn mà gặp phải xung đột lợi ích, ắt sẽ không từ thủ đoạn. Trong lễ nghĩa, người ta thường nói, nhìn cách ăn uống của một người có thể nhìn ra sự giáo dưỡng của người đó. Kỳ thực không chỉ là giáo dưỡng, phẩm hạnh thế nào, phong cách làm việc ra sao đều có thể nhìn ra được. Người có tướng ăn tốt thường là người biết chăm sóc người khác trên bàn ăn, trong công việc cũng như trong cuộc sống, cũng là người sống có trách nhiệm, ấm áp. Ngược lại, một người có tướng ăn xấu thì trong cuộc sống và công việc cũng chẳng thèm để ý tới sự chăm sóc người khác, tất cả đều là vị tư. 3. Tướng ăn phải được bắt nguồn từ trong chính gia đình. Tôi có một cô em họ, khi ăn uống rất thích phát ra âm thanh, mồm lúc nào cũng chóp chà chóp chép, đặc biệt là uống canh. Không chỉ có vậy, bản tính lại thích ăn thịt, nên mỗi khi thức ăn đưa lên là đặt ngay đĩa thịt trước mặt mình, ăn một mạch đến miếng cuối cùng mới chịu dừng đũa. Hồi nhỏ khi còn ở nhà, mỗi lần ăn uống đều bị ông bà nhắc nhở, nhưng bố mẹ lại bênh. Ở nhà có túng thiếu gì đâu, trẻ con mà, muốn ăn thế nào cứ kệ nó ăn cho thoải mái. Cuối cùng chẳng ai thèm quản nữa. Giờ đây khi trưởng thành ra ngoài xã hội, công việc và cuộc sống cứ bập bềnh trông gai, hầu như ai tiếp xúc một thời gian cũng thấy ngán ngẩm cái cách ăn uống đó. Nhiều lần có cơ hội đề cao, thăng tiến trong công việc nhưng đành dậm chân tại chỗ. Nguyên nhân cũng chỉ vì cái tướng ăn không đổi. Một lần công ty có một đối tác quan trọng, mọi việc thỏa thuận cũng đã êm xuôi, chỉ đợi ngày ký hợp đồng. Hôm đó, sau cuộc họp kéo dài để chốt các điều khoản cuối cùng, kết thúc cuộc họp, cô em họ tôi mới đại diện công ty mời đối tác đi ăn. Nhưng kết quả là sau bữa ăn, họ đã thay đổi 180 độ, không chịu hợp tác nữa. Tìm hiểu ra lại chỉ vì cách tướng ăn của cô em họ tôi. Giáo dục con cái là việc vô cùng quan trọng. Nó được thể hiện từ những chi tiết, việc làm nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày. Tu dưỡng nhân phẩm cũng cần phải chú trọng từ những việc nhỏ nhặt như thế. Đặc biệt là tướng ăn lại vô cùng quan trọng. Nó thể hiện không chỉ là nhân cách mà còn là sự thể hiện gia phong của mỗi một gia đình.